Hello anh em có thấy đang trên trên tay con xe gì không? Đúng rồi đó, đây là con Legend Gentleman, Legend Gentleman 200cc. Trở lại với anh em luôn. Đúng như con xe anh em đừng yêu cầu với Huy, đó chính là so sánh giữa một con Legend với lại một con Bridgestone. Nhưng mà làm vậy thì nó không có tốt cho lắm, nó cũng không có khách quan cho lắm. Mỗi dòng xe nó đều có một lợi thế khác nhau, đúng không? Cho nên ngày hôm nay mình chỉ gọi là review thôi, không có đánh mạnh vào trong cái phần gọi là so sánh đâu. Đây. Đó. Anh em thấy điều khác biệt giữa với lại một con Bridgestone rõ ràng luôn là từ cái kiểu dáng cho tới tất cả mọi thứ luôn, đúng không? Đặc trưng của con Legend Gentleman này đó chính là một dòng modern classic, nó là kết hợp giữa hiện đại và hoài cổ. Đây là một con đời đầu tiên luôn, mình mượn được từ của anh AT Nguyễn, thì ảnh có chia sẻ cho mình biết á, đây là một trong 5 con màu đỏ đầu tiên của Việt Nam luôn. Việt Nam chỉ có 5 con màu đỏ thôi, thì cái đặc trưng của con này nó sẽ khác cái dòng mới khá là nhiều. Nhưng mà mình khoan hãy đi nói về dòng đó đi, thì mình sẽ chú ý mình review cho anh em. Đó chính là cái con xe này. Thì giống như anh em thấy á, đây cũng là một dòng của Classic, và đây cũng là một dòng Cafe Racer luôn. Cafe Racer này nó sẽ không gọi là clip on, mà nó sẽ là nguyên một cái ghi đông dài luôn. Ảnh là ban đầu á, thì cái con này nó cũng lên rất là cao. Con này nó lên cao lắm, nhưng mà ảnh nói vì cái trọng tâm xe nó cần phải thay đổi, cho nên để cho cái cảm giác an toàn hơn, ảnh đã hạ cái phần đó. Nhìn em nhìn vô trong phần đây nè, đây trong cái phần đây nè đó, thì cái phần này á, nó ảnh đã hạ nguyên cái phần cản ba này xuống, hạ nguyên cái phần cản ba này xuống để tạo một cái trọng tâm xuống nhiều hơn. Đây, toàn bộ ngoại hình của con Legend Gentleman ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em trước về cái ngoại hình nè. Thì theo chia sẻ của anh chủ thì con này là một con zin hoàn toàn nha. Zin, nhưng mà zin được vài nước sơn của dàn áo, zin vài con ốc thôi, chứ cũng bấy bá lắm rồi. Ảnh thì chưa đụng về trong cái phần máy nhiều đâu. Thì đây là con 200cc nha anh em. Anh em chú ý nha, khi mà anh em mua dòng Legend Gentleman này á, thì anh em bắt buộc là phải có bằng A2, tại vì đây là dòng xe trên 175 phân khối. Đối với dòng của Bridgestone là 150 phân khối, cho nên anh em chỉ cần có bằng A1 mà thôi. Thì theo suy nghĩ của Lát thôi nha, chứ mình không có ý phê phán gì hết. Thì với một con từ 175 cho đến 200 á, thì nó hơi có gì đó hơi yếu xíu. Nếu như mà anh em còn phải lấy thêm cái bằng A1 nữa, bằng A2 nữa, thì nếu đối với anh em nào mà chơi dòng trên 300 phân khối á, thì mình nghĩ lấy bằng A2 nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Đây là cho anh em xem sơ về cái ngoại hình của con này. Đây, toàn bộ cái ngoại hình từ bên hông, mình check từ bên hông đây trước nha. Đi từ cái phần đây qua bên đây cho tới vuốt cái phần đuôi nè. Đó, anh em thấy toàn cảnh của một con Legend. Thiệt sự ra mình cảm giác thì con này nó nhỏ hơn, cái phần yên của nó ngắn hơn so rất là nhiều so với lại con của bên của Bridgestone rất là nhiều. Nhưng mà cái yên này ngồi rất là ok, thì mình chạy thấy rất ok nè. Đây, phần yên này chạy êm, ok. Thứ nhất là con này không có bị tê chim, tại vì một khi mình ngồi ở đây là nó tì vô thẳng trong đây luôn rồi. Mọi cái độ rung của dàn máy lên cái bình xăng này á, thì mình có phần nệm ở đây, cái thế ngồi của mình á là nó vô đây luôn rồi đó, cho nên coi như là có phần bảo vệ hàng tiền đạo rồi, anh em cũng không lo lắng về cái phần bị tê. Thì đúng như từ trước đến giờ luôn, từ công Cafe Racer của mình, và thậm chí như con Legend này cũng vậy, vì nó là cục máy đứng, cho nên mỗi khi mà anh em tì cái đông xuống như này thì cái cảm giác mới nãy mình chạy á, thì cái độ rần với lại cái độ rung của con Gentleman này nó cao hơn nhiều so với lại của con kia, tại vì đây là cục máy lớn hơn, phân khối lớn hơn, 200cc lần mà, đúng không? Thì con này nó có trang bị được gì từ dòng đời cũ luôn, mặc dù đây là dòng đời đầu tiên luôn, nhưng mà nó cũng trang bị cho nó một cái phuộc, lại đây là phuộc upside down nha anh em. Đây là một cái dòng phuộc upside down luôn. Tân tiến hơn của nó đó chính là trang bị luôn hai cặp đĩa luôn nha, hai con heo dầu và hai cái đĩa luôn. Cho nên
Theo suy nghĩ của Huy thôi nha, đối với dòng từ 200cc cho đến 150cc á, thì anh em chỉ cần một dĩa thôi cũng đã đủ an toàn rồi. Thì để an toàn hơn thì trong cái phần này thì nó có tới hai cái dĩa lận. Nếu như mà anh em trong trường hợp mà thắng gấp á thì cũng nên nhấp nhả một xíu, chứ nếu mà siết một cái là coi như khóa cái bánh này cũng rất là nguy hiểm, dễ gây tình trạng thứ nhất là sàn xe, cái thứ hai nữa gọi là dãy đuôi cá nha, anh em cũng cần lưu ý. Thì mới nãy mình có chạy vô một cái chỗ ổ gà xíu cũng như chỗ cao một xíu, thì cái phuộc này nó hoạt động rất là tốt, rất là ok luôn. Theo chia sẻ của anh AT Nguyễn á, thì anh có nói á, trước kia á, là dòng zin của nó về cái phuộc này á, cái phần phốt cao su ở trong đây nó rất là dởm. Cho nên nào những anh em nào mà khi mua Legend về á, thì anh em hãy cố gắng thay cái phần phốt này đi để cho anh em tránh bị tình trạng đó, chính là bị xì dầu nha. Rồi, về phần thắng thì mình thấy con này có thể gọi là ăn đứt với con Kristen rồi, ok, tốt. Con này thì 200cc cho nên nó được trang bị cho mình đó một phần, anh em thấy ở đây đó gọi là két nhớt. Đây là phần két nhớt. Nhiều người sẽ thắc mắc vậy nè. Thông thường với dòng Underbone đó, anh em sẽ hay để ý là mình có nên gọi là ốp cái này hay không. Thì mình cũng chia sẻ luôn, đó là tùy theo dòng xe thôi. Nhưng mà đối với anh AT Nguyễn, anh nói thì cái phần này nó rất là quan trọng. Vì cái phần ở đây nó rất là thoáng. Xe ở đây á, đây là một dòng xe có thể gọi là dít sình đá rất là ghê. Cho nên khi mà anh em có một cái ốp bảo vệ như vậy thì tránh cái việc gọi là đá nó văng vô, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng trong cái phần này và bảo vệ nữa. Và cái phần hút gió ở bên đây á, thì nó đã được điều chỉnh rất là ok. Khi mà luồng gió đi vô đây nó sẽ đẩy nhiệt được cho cái phần lốc máy này, cũng như là lấy giải nhiệt được cho, lấy gió được cho cái phần của két nhớt này luôn. Ok nè. Rồi, về cái phần đầu đèn thì ảnh đã thay một cái đầu đèn của một dòng xe rất là đẹp. Đây mình mở đèn lên cho anh em coi nè. Cực kỳ đẹp luôn đúng không anh em? Với lại là cái phần xi nhan số gãy này của ảnh đã thay cho mình để bảo vệ được cho nó có độ dẻo nè. Thông thường là mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái xi nhan sau thôi, xi nhan trước thì nó cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mà ảnh cũng đã thay cho nó luôn rồi. Và cái đầu đèn này mê ly luôn á anh em ơi. Thề luôn. Và mình cũng chia sẻ thiệt luôn là mình đã từng ngồi trên Ducati Scrambler rồi, thì đây là một cái thế ngồi và cái góc nhìn mà cảm giác là gần tương đối giống với lại con Ducati Scrambler và dòng phân khối lớn nhất. Thì cái thế ngồi của con này so với con Kristen tôi nói luôn, mặc dù cà phê racer nhưng đó vẫn là một cái thế của tracker. Tại mặc dù nó chỉ có một cái hình gọi là nói chung gọi là làm ảo thị giác cho bạn thôi, cái ghi đông clip on đó, nhưng mà thiệt sự cái thế ngồi các bạn luôn thẳng lưng. Nhưng mà trên cái con này á, cái thế ngồi của anh em á, anh em đúng nghĩa là anh em chuối lưng luôn, thì toàn bộ tất cả các lực nó sẽ dồn hết xuống thẳng như cái tay của anh em. Nếu mà anh em chạy thẳng vậy nè thì nó nhất là đau tay đau dai, nhưng mà anh em chạy theo một cái thế vậy thì đúng nghĩa là đây là một con thuần cà phê racer, đúng nghĩa là modern classic luôn. Ngoại hình nó không có gì đáng chê cả. Kể từ con Kristen cũng như là con Gentleman này, hai con đều có mỗi cái đặc sắc và đặc trưng riêng của nó, mình không thể chê được con nào hết. Nói chung á, mình cũng muốn truyền thông điệp này với anh em, xe nào cũng là xe, tại vì bản thân của mình xuất thân cũng là một người chạy từ một con xe cùi bắp thôi. Nhưng mà khi mà mình đã có một con xe gì rồi mình chơi thì mình cảm thấy nó rất là vui, đúng không? Chơi để thỏa đam mê của anh em nữa, chứ không phải chơi để mình phê phán xe này xe kia, đúng không? Thì anh em cũng nên giữ suy nghĩ cho mình, đó là con xe nào cũng có một cái hay riêng của nó, và nó cũng có lỗi riêng của nó luôn. Thậm chí con xe của mình này nó cũng có lỗi đó, chứ không phải là không. Mặc dù là mình chưa có nghiên cứu nhiều về con này, nhưng mà theo anh AT chia sẻ á, thì lỗi của con này nó cũng sắp xỉ với con kia thôi, chứ không có con nào mà gọi là hơn con nào, mà không con nào thua con nào hết. Rồi, tiếp theo mình sẽ đảo ở bên đây đi, để mình anh em mình coi trong cái phần gọi là cục máy tiếp. Thì anh AT này ảnh chạy xe, ảnh giữ rất là kỹ. Nhưng mà hầu như mình thấy những dòng xe modern classic giá rẻ nào, hầu như toàn bộ tất cả cái nước sơn của nó, thậm chí ngay cả xe của Lass luôn, là phần trong cái phần ốp in hông bên đây á, thì nó đã có một số gọi là bông sơn này rồi. Thậm chí ngay đến cả xe của Lass cũng bị nữa. Thì mình đã nói Lass luôn, nói với anh em một điều á, là toàn bộ tất cả các xe luôn, khi mà họ đã muốn thay đổi và cũng như là đánh mạnh vào trong cái giá thành á, thì bắt buộc họ phải cắt giảm một phần nào đó. Đặc biệt đó chính là trong những cái vật liệu gọi là material, cũng như là nước sơn hoặc là chất liệu làm cho những con này. Nhưng mà riêng về phần lốc máy thì nước sơn ở đây mình cảm thấy nó chưa tốt được thôi. Nhưng mà toàn bộ mọi thứ ở đây nè, bằng nhôm, bằng nhựa, tất cả mọi thứ vẫn còn rất là ok. Thì anh AT ảnh đã lên cho mình đó gọi là bộ mô bin sườn mới luôn. Anh đã thay toàn bộ hết phần mô bin sườn ở đây, và đi gọi là một con Buri khác. Con Buri này là con Buri của Uma Racing đó.
buri của NGK, chụp buri của NGK, dây tăng áp của NGK luôn, và buri gọi của Uma Racing, thì nó tạo cho cái cảm giác đánh lửa tốt hơn. Và điểm khác biệt lớn nhất giữa một con Legend Gentleman với là một con Riston nó nằm ở cái bộ chế hỏa khí. Thì con Gentleman thì lại là chạy cho mình là gọi là bình xăng con. Thì anh ảnh cũng đã thay cho mình luôn là cái họng ga, cái bình xăng con của họng ga mới luôn. Đây là họng ga 28 nha anh em. Và kích thước của nó bằng với là một con zin luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nói về dàn chân ở đây. Nhìn cách điệu và tất cả mọi thứ thì thực sự mình cảm thấy cái phần này là gọi là gentleman ăn đứt bên kia. Và cái thế ngồi ở đây dạng như gọi là cái số gãy luôn. Nó có phần gọi là chống đổ cho anh em khi mà anh em vô cua hay gì thế đó, thì nó có phần gọi là phần chống gãy mà xe mình cũng có. Nhưng mà được một cái thế ngồi và cái thế để chân của con này cho anh em một cái cảm giác đúng nghĩa là thuần một con cà phê racer hơn là con ở bên kia của mình. Con của mình gọi là ảo thị giác thôi, nhưng mà thật sự để ra một cái thế ngồi với lại là một cái lực mà khi mà anh em chạy thì mình cảm thấy GBS này ok. Ảnh đã độ, anh hạ ghi đông lại xuống thì cái cảm giác chạy rất là ok hơn, mọi trọng tâm xuống. Và cái phần dàn chân ở bên đây, đây, điều đặc biệt hơn của ảnh, đây là Longbowzin, nhưng ảnh đã làm lại rồi, hầu như là full system luôn. Ở trong đây là có tiêu nha anh em, ở trong đây là có tiêu luôn nha. Longbow này của ảnh đấy từ con zin luôn, nhưng ảnh không có cắt sáng gì hết. Ảnh sẽ thay đổi một số cơ chế nằm ở bên trong của con Longbow này. Thì ảnh đã khoét một cái lỗ ở đây, và sau đó là ảnh đã khoét một cái lỗ ở trong đây, và sau đó ảnh đã thay đổi toàn bộ nỉ ở trong đây. Ảnh xếp là toàn bộ nỉ, cho nên nó tiếng bô nó sẽ cho ra trầm ấm và nó hơi rát hơn so với tiếng bô bình thường. Tiếng bô của lát rồi gọi là quá nó trầm ấm đi, nhưng mà đối với con bô này á thì mình cảm giác nó có độ rát và với lại có một độ trầm ấm rất là đặc trưng luôn và cực kỳ hay luôn, và tạo cho mình một cái thế gọi rất là kích thích mỗi khi mà anh em tăng ga hay là anh em muốn vượt xe gì đó, nó cũng rất là đã. Đây, để mình cho anh em nghe thử test tiếng bô nha. Con này mặc dù á là đã độ bô rồi, nhưng mà khi mà mình đề máy chỉ là guarantee thôi, mà thực sự mình nghe tiếng máy của nó rất là êm nha anh em. Nếu như mà anh em nào mà đã từng trong hội của Gentleman cũng như là của Legend á, thì anh em chơi thường hay là nói những dòng Riston hay là những cái con như là Legend như vậy á, thì nó kêu căm cò rất là nhiều đúng không? Nhưng mà thực sự cục máy này của nó quá êm, có nghĩa là chơi xe bền hay là như thế nào đó phụ thuộc bởi vào chính của người chơi xe đó. Đây, thì lát cũng muốn nói với anh em xe bền hay như thế nào và xe nó chất như thế nào và nó được xài được lâu dài hay không, đó là phụ thuộc vào bởi anh em. Nếu mà anh em thường xuyên bảo dưỡng và chăm sóc cũng như là bảo dưỡng định kỳ cho nó, là từ thay nhớt, kim phun và cho tới họng ga, anh em vệ sinh đầy đủ tất cả mọi thứ thì không có việc gì mà con xe của anh em nó bị hư cả. Rồi, vậy thì mình sẽ tổng kết lại toàn bộ những ý mà mình muốn nói về cái con xe này. Thứ nhất là dáng xe giữa hai con luôn, đó là điều khác biệt đầu tiên luôn. Một con thuần classic và đây là một con thuần về modern classic. Cho nên á, những con modern classic như vậy á thì nó tạo cho anh em một cái cảm giác gọi là hiện đại hơn nhiều so với một con classic kia. Như con của xe của Lát coi như 100% nó là thuần classic. Với những đường cong và cũng như là cách bài trí và cũng như là mọi thứ chi tiết nó nằm ở trên đây, anh em thấy đều đây toàn bộ mình thấy gọi đây là một con modern classic. Máy mạnh, máy bốc ok. Rần, chạy cực kỳ rần tai luôn. Nếu chạy trong thành phố, thứ nhất kẹt xe là một cực hình. Cái thứ hai anh em đi tour là cái này nó sẽ vọng vô cái tai của anh em cực kỳ đau, và cực kỳ đau thật sự. Mình thấy con này đi xa sẽ là cực hình. Và chưa kể đó nữa, đó là hai cặp bưởi mà đè lên lưng của anh em thì đố anh em chịu được. Tôi chịu được. Toàn bộ tất cả đại ý của mình đều đã nằm ở trong cái clip này rồi. Và thật sự luôn, xe nào cũng là xe và xe nào cũng ngon cả. Và cái cách chơi đó đều phụ thuộc vào mỗi anh em hết. Nên anh em muốn con xe anh em mình ngon thì anh em hãy độ. Và những người nào mà muốn an toàn quá thì mình thực sự khuyên anh em nên chọn những dòng xe như gọi là Exciter hay Winner. Anh em cứ đè đó mà chạy, bao bền, bao sướng, chỉ cần thay nhớt, không cần làm gì hết. Mà một khi anh em đã chơi những dòng này rồi thì đối với những dòng anh em nào mà yêu Classic và cũng như Modern Classic thì họ sẽ bắt đầu cho mình những cái món độ ở trên xe, độ kiển hoặc là độ lốc máy, như vậy mới thỏa mãn được. Cho nên ý thích của mỗi người và con xe bền hay không đó là ở mỗi người. Mình sẽ không chê một bất cứ một con xe nào cả, kể cả con cúp nó
mới còn chạy từ đây lên được Hà Nội thì không nghĩa lý gì con này đúng không anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này nha. Rồi anh em mà có ý kiến gì hãy để lại comment bên dưới. Những anh em Riston thấy sao và những anh em Legend thấy sao, mình nói đúng hay nói sai sự thật gì anh em cứ để bình luận ở bên dưới. Mọi ý kiến của anh em đó là đóng góp cho mình tiến bộ hơn để ra nhiều clip hơn. Ok, cảm ơn anh em và hẹn anh em gặp lại trong những clip sau. Nhớ để lại cho mình một like và một subscribe nha. Thank you. Kids are bright.